nhiều rồi. Nuôi rồi xào rồi còn trứng rồi xúc xích nữa. Kiếm. Ai làm? Làm. Nãy giờ bà nội ngồi đây mà nội làm gì? Hai làm. Chị hai lấy hai cái muỗng á. Ba làm. Chín xe. Ăn được không? Ăn được miếng xúc xích. Khoan. Ăn ăn. Trứng xúc xích thịt nữa. Đúng rồi. Nha hết luôn. Ngon. Tối ngày cái gũ ghen rồi ngang nè. Ăn thì đổ tháo mà gũ ghen. Ba nói bữa nay sao? Ăn đổ tháo là ba ấy đó nha. Ngày hôm qua ba tha rồi đó. Lúc ngay cái miệng á, tự nhiên lúc méo qua như vậy. Ăn hết không? Có chưa nổi không? Hết không? Không không. Hết không? Ăn hết không? Ôi chưa cho hả mấy phần mới cận.